chào mừng các bạn đã quay trở lại với Dougally Best Shop. Dougally Best Shop thuộc công ty cổ phần Dougally Việt Nam. Hôm nay nhà Dougally sẽ giới thiệu cho các bạn một giống chó, đó chính là giống chó Labrador hay còn gọi là chó Lab. Đây là giống chó săn mồi đang được nuôi phổ biến nhất tại Hoa Kỳ. Và bây giờ các bạn hãy cùng mình tìm hiểu về đặc điểm và tính cách cũng như là giá tiền của em chó Lab này tại nhà Dougally nhé. Từ Newfoundland, Canada, trong lịch sử, giống chó này được sử dụng để kéo lưới, căng dây thừng và thu dọn cá cho thủy thủ và ngư dân. Chúng cũng được xếp vào nhóm chó săn mồi, chuyên đánh hơi, tha mồi về cho chủ trong các cuộc đi săn. Ngày nay, Lab chủ yếu được nuôi như chó đồng hành trong gia đình, giúp đỡ người già, tàn tật hay làm cảnh khuyển. Labrador là một trong những giống chó được nuôi phổ biến tại nhiều quốc gia trên thế giới. Giống chó này có một thân hình rắn chắc, đầy sức mạnh, phần thân với sống lưng dài, ngực rộng, đôi tai cụp, đôi mắt tròn, thường có màu nâu đen hoặc hạt dẻ. Phần đầu có cấu trúc rộng, phần mõm và đuôi tương đối dài. Labrador sở hữu một bộ hàm chắc khỏe với những chiếc răng sắc nhọn giúp chúng tha được những con mồi lớn, mũi dài, khả năng đánh hơi, con mồi cực kỳ nhạy bén. Sự phát triển cơ bắp ở hông, đùi, ngực kết hợp cùng những cấu trúc xương chắc chắn giúp Labrador có khả năng bứt tốc một cách mạnh mẽ và nhanh chóng. Giống chó Lab có tính cách tình cảm, đáng yêu, kiên nhẫn và đặc biệt rất thông minh. Chúng là những người bạn tuyệt vời và đáng tin cậy đối với trẻ em. Chó Lab luôn khao khát được chủ nhân quan tâm, chăm sóc như một thành viên thật sự trong gia đình. Có nguồn gốc là một giống chó lao động, Labrador rất cơ bắp và tràn đầy năng lượng. Chính vì vậy, chúng cần không gian để vui chơi và tập thể dục đều đặn để tránh bị béo phì và stress. Ngày nay, chó Labrador hầu như không còn làm các công việc lao động nặng nhọc nữa. Với bản chất ngọt ngào, tình cảm, chó Lab trở thành chó trị liệu tuyệt vời đối với các người già và bệnh nhân. Với trí thông minh của mình, Labrador cũng là giống chó lý tưởng đối với người khuyết tật. Ngoài ra, chúng còn được biết đến với khả năng tuyệt vời như đánh hơi dấu vết, phát hiện chất ma túy, tham gia tìm kiếm, cứu hộ. Lab cũng được biết đến như một vận động viên cừ khôi trong các môn thể thao nhanh nhẹn, tuân thủ mệnh lệnh dành cho chó. Vốn xuất thân từ chó tha mồi, chuyên nhặt cá và lưới cho ngư dân, Labrador rất thích vui đùa trong nước. Chó Lab có một bộ lông ngắn, thẳng, tương đối cứng, không lượn sóng và bó sát vào phần cơ thể. Bộ lông giống chó này có hai lớp, bên ngoài thô cứng, bên trong mềm và rất dày. Cấu tạo bộ lông giúp Lab giữ thân nhiệt tốt, đặc biệt trong môi trường giá lạnh. Thường lông chó Lab có ba màu phổ biến: đen, vàng, sô cô la. Có nguồn gốc là giống chó tha mồi đầy sức mạnh và khả năng chịu đựng cao. Giống chó này thích hợp nuôi dạy ở những không gian rộng rãi, thoáng mát, ưu tiên với những gia đình có diện tích rộng, đặc biệt là sân vườn. Labrador không thích hợp kiểu nuôi nhốt trong chuồng hay không gian tối và bị hạn chế tiếp xúc. Thời gian kéo dài khiến chúng trở nên hung dữ và tập tính thay đổi. Người nuôi sẽ rất khó đi huấn luyện. Là giống chó có sức mạnh, thích vận động, người nuôi có thể dành thời gian đưa chúng đi dạo, tiếp xúc nhiều với môi trường bên ngoài, rèn luyện tính thân thiện. Labrador cần có công việc để vận động, nếu nằm ì trong thời gian dài sẽ không tốt. Giá bán Labrador không giấy dao động từ 10 đến 12 triệu đồng, có giấy FCI, VKA dao động từ 20 đến 25 triệu đồng. Giá chó Lab nhập khẩu từ Thái Lan dao động từ 35 triệu trở lên và chó Lab nhập từ châu Âu có giá dao động từ 2.500 USD trở lên. Bạn có thể truy cập vào đường link đính kèm bên dưới phần mô tả để xem thêm thông tin chi tiết và giá cả của chó Labrador nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của nhà Dougally, và nếu các bạn thích bé chó Lab này thì hãy đến và tậu ngay cho mình một bé nhé. Địa chỉ shop tại 606-121 đường 3/2 phường 14 quận 10 thành phố Hồ Chí Minh hay 391 đường Cộng Hòa phường 13 quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh, hoặc bạn có thể liên hệ qua fanpage Dougally Pet Shop hay website dougally.vn để biết thêm thông tin chi tiết. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video clip tiếp theo.